Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yekrikaya hôm 23 tháng 10 rằng một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại cơ sở của TUSAS ở thủ đô Ankara, làm nhiều người chết và bị thương. Quan chức này cũng cho hay lực lượng an ninh tiếp tục hoạt động để vô hiệu hóa những kẻ tấn công và kêu gọi công chúng dựa vào các nguồn tin chính thống để cập nhật diễn biến. Viết trên đích, trung tâm chống thông tin sai lệch của Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi công chúng chú ý đến các tuyên bố từ nguồn chính thức và tránh những cáo buộc vô căn cứ. Một vụ nổ và tiếng súng đã được các nhân chứng nghe thấy hôm 23 tháng 10 tại cơ sở của Tai ở quận Kahamankazan, Ankara, lực lượng an ninh, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đã được điều động đến khu vực. Có thông tin cho biết nhân viên của tập đoàn quốc phòng này đã được hướng dẫn đến nơi trú ẩn vì lý do an ninh. Theo Reuters, nguyên nhân vụ nổ và vụ nổ súng sau đó vẫn chưa rõ ràng. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng đã xảy ra một vụ tấn công tự sát. Hình ảnh trên truyền hình địa phương cho thấy một cánh cổng bị hư hại và một vụ đụng độ gần đó ở bãi đầu xe. Trong một số đoạn clip và hình ảnh khác ghi nhận nhiều tiếng nổ súng và nhiều tay súng đang cầm súng trường. Đài NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng một nhóm tay súng đã đến cơ sở của TUSAS bằng taxi trong thời điểm chuyển ca của nhân viên an ninh ít nhất một tay súng đã cho nổ một quả bom trong khi những người khác xâm nhập vào tòa nhà. Theo NTV, các tay súng đã bắt giữ nhiều con tin. Các bức ảnh chưa được xác nhận lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khoảng một chục người bị giam giữ trong một căn phòng. Được cho là bên trong tòa nhà, vụ tấn công đã xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút giờ địa phương, tức 19 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, theo hãng tin Anadolu. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện thành phố Bukan và Ethnic cũng như bệnh viện nghiên cứu và đào tạo Yenimahan, trong khi một người bị thương nghiêm trọng đã được trực thăng cứu thương đưa đến bệnh viện nghiên cứu và đào tạo một cuộc điều tra tư pháp đã được văn phòng công tố viên trưởng Ankara khởi xướng liên quan đến vụ tấn công khủng bố nguy hiểm. Phó tổng thống thổ nhĩ kỳ Sedef Umay có buộc vụ tấn công khủng bố này nhắm vào những thành tựu của thổ nhĩ kỳ trong ngành công nghiệp quốc phòng và khẳng định lực lượng an ninh đã can thiệp vào vụ việc ngay từ giây phút đầu tiên. Theo bộ trưởng bộ nội vụ Ekvikaya, có ba người chết và 14 người bị thương trong vụ tấn công. Ông Ekvikaya cho biết hai kẻ khủng bố đã bị vô hiệu hóa.